Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua, và rất nhiều các cô, các chú, các anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm người thân, tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Đặc biệt hôm nay một cái câu chuyện tiếp theo là hai vợ chồng ở một anh chị ở tỉnh rất xa. Thì hôm nay về đây Bình Dương để về nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm một người con gái hơn 13 tuổi của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú, anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép chào anh chị nhé. Dạ, xin phép chào anh trai. Anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Phạm Văn Kiệt. Phạm Văn Kiệt ha. Việt, Anh Kiệt Việt. đó. Phạm Văn Việt. Phạm Văn Việt. Việt Việt. Dạ. V chữ V đúng không? Việt đó. Ừ. Anh Việt nhiêu tuổi rồi? Này 43. 43. Rồi. Dạ, 1981. Ừ. Dạ. 81 42 thôi. Nha. Tuổi Tân Dậu đúng không? Rồi, anh Việt nguyên quán ở đâu? Châu Phú An Giang. Châu Phú An Giang nha. Dạ, hôm nay anh cùng với vợ của mình phải không ạ? Dạ Về vâng. đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm con gái. Anh có thể anh giới thiệu là con gái anh họ tên đầy đủ là gì? Con gái anh họ tên là gì? Phạm Thị Linh Đa. Phạm Thị Linh Đa. Dạ. Con gái anh sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Anh nhớ không? Ngày 1 tháng 12 2009. Dạ, rồi ok, cảm ơn anh cuộc chia sẻ của anh nhé. Xíu nữa em sẽ trò chuyện với anh. Dạ, xin phép chào chị nhé. Dạ. Dạ, chị có thể chị cho cô chú, anh chị trên tất cả trang mạng xã hội đã theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương. Chị họ tên đầy đủ là gì? Trần Thị Kim Ngọc. Chị Trần Thị Kim Ngọc ha. Dạ. Dạ. Chị Ngọc mới để anh Việt ha, là hai vợ chồng mình cùng quê Kiên Dạ, Giang à? dùng cùng quê luôn. Dạ. Hai vợ chồng anh chị được mấy người con rồi? Dạ, ba đứa. Ba ha. Bé này thứ mấy chị? Dạ, bé thứ hai. Bé thứ hai ha. Dạ. Anh chị cho em biết là con anh chị hiện nay còn học không? Dạ, nó nghỉ năm rồi. Nghỉ, mới nghỉ ha. Dạ, mới nghỉ. Dạ. Con anh chị nghỉ học hiện nay đang làm công việc gì? Dạ, nó không, ở nhà giữ em không à. Ồ, nhà chị em ha. Dạ. Dạ. Tính tình con chị làm sao? Tính tình nó khờ lắm, nó khờ lắm, nó không có giao du bạn bè gì, đi chơi gì trơn á, nó ở nhà không à. Từ sợ là nó chơi qua điện thoại, qua mạng, sợ quen quen bạn qua qua điện thoại á Dạ. mới biết thôi, chứ hồi đó giờ là không có đi chơi về với ai trơn á. Dạ. Vô giờ hô đi cái bất ngờ là ai cũng sửng sốt hết trơn, bởi vì hồi đó giờ nó nói nó đâu có đi chơi đâu, ở nhà với em không mà, nó cũng ngoan lắm. Giờ hôm dụ dụ đi cái không biết đường luôn. Mọi người rất ngoan ha. Dạ. Con anh chị đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? Mới đi chuyện qua 1 giờ. 1 giờ Một chiều hôm qua. giờ chiều. Bé Ba đi giờ bằng mười phương tiện phút. gì? Bé đi bằng phương tiện gì? Có dãy trọ có một người thấy, một người thanh niên thấy là đi lên xe máy với một thanh niên khoảng 18-19 tuổi. Dạ. Tại vì vô chỗ trọ cũng cố gắng mới ra, tại vì nó đậu phục qua một cái là vậy, là quay mở Thấy lên chiếc là xe không? thấy cái bánh xe ở trước. Phải thấy được luôn chiếc xe luôn thì nó rất Dạ, dễ. có nghĩa là không có thấy biển số ha. Dạ không Dạ thấy không Biển lấy số. biển Nhưng số. mà nhận dạng người có nhận dạng được không? Có hình luôn, có hình của người đó đây trong đây luôn Cao mét à. mấy chị, khoảng mét mấy? Người đó còn cao cũng khoảng 1m7 1m8 á, Có nghĩa cũng là cao cao quá, cũng ha. ốm Hiện cao. nay ấy, là gia đình mình tìm hiểu là khu dân những người sống trọ đó Dạ. có biết thanh niên này đã từng tới đó chưa chị? Dạ, không, hồi đó giờ thanh niên này không có tới. Dạ. Còn thanh niên này chưa từng tới đó bao giờ. Dạ, chưa chưa từng từng đó đâu. đó. Vậy là chị đang nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ là nó đi với cái thằng đó thôi. Tại vì cái người đó có thấy, tại vì cái người đó cặp bên chợ nó thấy là nó tưởng là, tại vì hôm qua này nhà nhà cũng có đám giỗ bà ngoại nó nữa, tại vì một người thanh niên người người kế bên chợ nó thấy là nói sao mà hai chồng ông này xong rồi cho nhỏ đi đi về quê, vì thấy quải cặp nhỏ bên hông bị đồ, thấy người đó chắc lên xe luôn, là thấy chắc lên xe luôn, tại vì là cái anh đó ảnh nói là tưởng là hai chồng cho về quê thôi, là không có phải cho biết gì, là phải là nắm lo lại rồi. Rồi là rồi cái anh đó chiều ông này mới hỏi con hôm qua nhậu xỉn đi, mới hỏi con cái nói đi sao không thấy về, rồi anh đó mới nói gì đó, nói tưởng hai chồng chị cho bé về quê, nó chỗ đâu, tại vì mới đâu có cho dám cho đi đâu 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 không cho về quê. Hồi đó giờ là không có cho đi xa xa về quê là phải cho có người kèm người lớn mới cho về quê được đó. Rồi bởi vì ảnh không có dám nói, nên người vậy nó thấy một người chở đi vậy đó. Dạ. Con anh chị từ trước giờ có bao giờ đi xa Không, đó không? giờ không có Không đi có đi xa, xa. không có đi đâu Thì xa về chứ. quê thôi à, rồi Về à, quê thì đám giỗ nội bà nội nữa cái rồi về à. quê là phải được Phải có người lớn có người theo lớn nữa. mới cho dám đi xe lớn nữa, không dám cho đi Sẽ đi con bên luôn. đi đi Dạ. thân.
Con là gia đình mình hiện nay ấy, đến giờ phút này là từ trước là chưa cho con đi đâu xa. Không cho đi đâu xa luôn. Dạ. Con anh chị ở nhà có dùng điện thoại không? Dạ có. Điện thoại hiện nay bé đi là bé có cầm đi không chị? Dạ có. Luôn, mang theo mà điện thì reo mà nó không bắt máy. Hiện nay điện thoại vẫn đổ chuông. Đổ chuông. Bây giờ là số mọi mẹ là nó chặn hết trơn rồi, người mượn người khác điện. Thì vô. Thì nó vô máy mà nó không. Số lạ như số lạ đó. Số lạ là vô mà nó không bắt máy. Không bắt máy. Con chị có xài Zalo Facebook không? Có, Facebook có. Mình nhắn tin chưa? Nhắn hỗn hợp thì mượn máy nhắn quá trời nhắn, nó cũng người ta nó cũng xem thấy nó xem coi nữa mà nó không có trả tin lại. Nó không có trả tin lại. Con là không hồi âm mà. Không hồi âm lại luôn. Dạ. Vậy là hiện nay gia đình mình đang nghi ngờ đi với một thanh niên rất lạ. Dạ. Gọi là thanh niên chưa tới bao giờ. Cao khoảng trên 1m7. Dạ. Dạ. Dáng người cao 1m7 mập mạp không? Hay ốm? Ốm. Chạy xe là nhận diện sơ sơ xe gì? Xe là Exciter. À, Exciter màu xanh. Xe đời mới hay đời cũ? Xe đời mới hay đời cũ? Đời cũ, Exciter đời trước á. Đời trước ha. Dạ. Có ngặt cái nó chạy chiếc xe đó mà như dạng nó chạy đi chơi á, mà như cái ánh nắng nó dọi chá xa quá rồi là cũng thấy cái bản số nữa mà ngặt mờ quá không thấy rõ. Dạ. Thấy được hai con số đuôi thôi là 48 thôi. Dạ. Đuôi 48. Dạ. À. Dạ. Bây giờ cho em hỏi thế này, trước khi con chị đi như thế là hiện nay chị về chị kiểm tra thông tin là con chị có đem theo những cái gì đi không ạ? Dạ không có. Tại lộ có trên chị đeo hai chiếc nhẫn. Có hai chiếc nhẫn 18 nhỏ xíu trong tay thôi là rồi đó. Nhẫn nó gọi đeo chơi thôi chứ thực sự là không giá trị ha. Dạ. Con chị có đem theo tiền không? Dạ không, mình không có tiền bạc gì chứ. Nó không có tiền bạc gì trơn luôn. Điện thoại là con chị đi là mang theo điện thoại gì? Điện thoại cảm ứng gì nè, mà điện thoại cũ lắm rồi. À, gọi là không có giá trị nhiều ha. Dạ, không có giá trị. Bây giờ nói chung là chỉ có con chị thôi, thông tin về con chị thôi. Dạ. Còn tài sản hiện nay không có gì có giá trị. Dạ, không có giá trị thôi. Dạ. Hiện nay mình đã trình báo cơ quan công an chưa chị? Dạ, trong ngày đó luôn. À, mình có trình báo công an rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Hôm nay là anh chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương, mục đích chính là đăng tin để tìm con gái. Dạ. Dạ. Em thông báo cho anh thế này. Năm 2022 đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp rất nhiều các thiếu nữ tuổi đời từ 11 tuổi đến dưới 18 tuổi đã quay trở về cùng gia đình. Nhiều bé bị lừa đảo, yêu đương, dụ dỗ trên mạng, trên internet và nhiều bé bị bán sang nước ngoài. Và rất nhiều bé hiện nay đến thời điểm này còn đang bị dụ lừa đảo bán vào các trung tâm massage karaoke ở nhiều tỉnh khác nhau, thậm chí ra mãi miền Trung, miền Bắc. Anh em đã giúp và giải cứu rất nhiều các thiếu nữ hiện nay đã quay trở về. Và anh em đã đưa rất nhiều các đối tượng và đã lợi dụng lừa đảo những thiếu nữ như thế này ra cơ quan công an rồi. Rất nhiều đối tượng hiện nay đã bị khởi tố rồi. Yeah. Chính vì lý do như vậy là con chị đặc biệt là dưới 16 tuổi mà con chị mới có 13 tuổi mấy à. Nếu bất kể một thanh niên nào có hành vi xâm hại hoặc lạm dụng hoặc là ép buộc hoặc lừa đảo con gái anh chị là người đó đều vi phạm pháp luật. Chắc chắn là điều đó là cái khung hình phạt rất cao. Nếu cơ quan công an mà tới đây mà làm việc. Chính vì lý do như vậy cho nên em cũng mong anh chị mình hãy bình tĩnh chờ anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ video này. Nếu ai phát hiện được thông tin nhận dạng một người đàn ông, một thanh niên là trên dưới 20 tuổi, nhận dạng là cao trên 1m7, đi một chiếc xe Exciter nhãn hiệu Yamaha, đuôi 48 mà chở một thiếu nữ như hình nêu trên, thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858 để các anh em tìm cách giúp con gái anh chị quay trở về, mà có nếu như có thể sẽ đưa thanh niên này ra cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý đúng vụ việc. Nhà bất kể một tình huống này, dù rằng yêu đương nam nữ thì chăng nữa cũng không được phép, vì con anh chị đặc biệt là đang tuổi học trò, đang là con nít rất nhỏ, mới có 13 tuổi à. Vì vậy nên bất kể ai mà xâm phạm, làm hại đến con gái đều người đó đều vi phạm pháp luật. Ai bao che, dung túng người đó đều liên lụy pháp luật. Hy vọng là thanh niên nào đó nếu xem video này hãy thả ngay lập tức, tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra là ảnh hưởng sẽ liên lụy dính vào vòng pháp luật. Anh chị có điều nào muốn chia sẻ video này để hy vọng là con gái anh chị xem được video này, con gái anh chị tìm cách liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương. Dạ mời anh trai. Anh có điều nào anh chia sẻ với con gái anh không? Dạ em muốn chia sẻ cho con em mà nó bắt lên cái điện thoại hướng này rồi. Nó thấy thì nó điện thì em mở mà em cũng sẵn lòng. Nó về em không có la gầy gì hết trơn á.
tại vì nó nhỏ dài em thì nhỏ dài thì em không có la gầy chân gì, dạy dỗ con lại chứ em không có nó làm gì la gầy nó hết trơn, chia sẻ với cho bé nó phải bắt máy cho em, nó mẹ kìa con vậy vậy đó thì cho mẹ biết, cha mẹ biết ở con ở đó cũng được, ngặt đến giờ điện không trả lời không bắt máy gì chứ em có không biết làm sao giờ, điện lúc 5 giờ sáng nó cũng vẫn còn chuông reo điện thôi, cái nó hơn là nó tắt máy luôn nó không có nghe nữa, em mong anh Hải tiếp giúp cho em là cho nó mong trở về gia đình. Chị có điều nào chị chia sẻ thẳng thắn hơn nữa trên video này để hy vọng là con gái chị xem được. Em thì em mong muốn cho con em vui, nghĩa là mong muốn cho nó quay về vậy thôi chứ em không có mong muốn gì nữa hết trơn. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ chia sẻ video này nhanh nhất có thể để mục đích chính là giúp anh chị, để anh chị sớm biết được thông tin chính thức con gái chị anh chị đang ở đâu và ai là người đưa, ai là người dụ dỗ và thậm chí có thể thanh niên nào đó đang lừa đảo con chị. Mục đích chính là cho con chị sớm có cơ hội quay trở về cùng với gia đình. À, không ai mong muốn là một người con lui đến lúc giờ phút này đúng không ạ? Mà bị bỏ đi hoặc bị người khác dụ dỗ hoặc lừa đảo hoặc làm những hình thức khác để có thể là buôn bán con chị. Rất nhiều các thiếu nữ hiện nay bị một số thanh niên, một số thành phần xấu chuyên lừa đảo trên mạng, trên internet, trên tất cả không gian mạng. Mục đích chính là dụ dỗ, yêu đương và yêu chán, có thể bán lấy vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu vào các trung tâm massage. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đã giải cứu rất nhiều các thiếu nữ tuổi đời dưới 18 tuổi. Có một trường hợp ra miền Trung đó, thì anh em đã giải quyết và giúp cái trường hợp đó lẽ ra hết hơn 60 triệu vì bán vào một cái trung tâm massage ép buộc và có người trông và canh gác, hoàn toàn là cảnh cẩn mật không có ra được. Và thiếu nữ nó cầu cứu và gia đình về để báo tin anh em hiệp sĩ Bình Dương tấp từ từ đây ra miền Trung để giải cứu, đã thành công và không tốn một đồng nào. Đó. Rất nhiều các trường hợp khác, có trường hợp tới 72 triệu ở tại Bình Dương. Nhiều trường hợp khác vân vân và vân vân. Đó. Và nó là hàng trăm ngàn trường hợp thiếu nữ rồi. Rất nhiều bậc phụ huynh cha mẹ có thể là chủ quan hoặc có thể là thiếu sự quan sát quan tâm đến con mình để con em chúng ta chơi trên internet đó, trên mạng. Chính vì lý do là các bé là tuổi đời rất nhỏ chưa có nhận thức được ai là người xấu và ai là người tốt. Vì vậy cho nên bị một số đối tượng thành phần xấu lợi dụng ngỏ lời yêu, những lời ngon lời ngọt đó, nhiều bé quyết định bỏ nhà ra đi. Có một câu chuyện rất đau lòng ở tại ở một tỉnh miền Tây. Hai vợ chồng chỉ được hai người con gái, một bé 12 tuổi, bé 14 tuổi, cả hai bé đều bị một thanh niên lừa dụ dỗ bán đi. Đó, thì anh em cũng đã giải cứu giúp rất nhiều rồi. Hy vọng là cái video này đăng tải lên thì các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội hãy giúp đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương bằng cách chia sẻ video này nhiều hơn, nhanh nhất có thể để đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương sớm biết được thông tin chính thức một thiếu nữ 13 tuổi đang ở đâu. Để anh em tìm cách giúp thiếu nữ này quay trở về cùng với gia đình. Đây là một trong những câu chuyện mà thật sự là rất đau lòng. Không ai mong muốn điều đó xảy ra. Nếu như may mắn thì con chị đang ở tại Việt Nam. Còn nếu không may mắn thì con chị có thể bị bán ra nước ngoài. Thì anh em giúp để quay trở về thực sự rất khó khăn. Không đơn giản, rất phức tạp. Bởi qua biên giới mà. Anh chị còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không ạ? Mình còn điều gì muốn tâm sự không? Xin nói là sĩ tôi đây cũng nhờ ơn các anh các chú rồi có chia sẻ nhờ ơn cái em cũng mong muốn như cha. em cũng mong muốn chỉ cho con em quay trở về thôi chứ em không mong muốn gì nữa hết. Thực sự rất đau lòng ha. Nhìn con gái anh chị thực sự là mẹ bé nhìn rất dễ thương. Đúng không? Tuổi đời nhỏ, nhìn là tầm tuổi này thì rất dễ thương. Nhưng mà rất nhiều thanh niên hiện nay là ngỏ lời yêu, dụ dỗ. Đúng rồi. Nó không có đi chơi bời, nó không có, nó ngoan lắm. Tại nhà giữ em của nó đâu đi đâu được. Vì đôi khi là một số thành phần xấu lừa mua bán, dụ dỗ cho một cái gì đó, một cái vật gì đó tặng cái gì đó. Là con anh chị thậm chí là bỏ nhà ra đi liền. Ngay lập tức. Mới đây nhất thì anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp một trường hợp ở tại Bình Phước có 13, 14 tuổi mà quen một thanh niên đó lừa đảo dụ dỗ cuối cùng là sinh ra giờ có con
câu chuyện vô cùng phức tạp. Một người mẹ ba mấy 40 kg thì giờ phải nuôi con đó, người mẹ đang phải nhờ sự trợ giúp của ông bà ngoại vì ba mẹ cũng bỏ nhau. Cuối cùng là thiếu nữ này cũng tin tưởng một người thanh niên này, ai ngờ là đến giờ phút này có con, thực sự rất tội nghiệp. Tội gì đó, tội gì lắm, tội luôn. Yeah. Nhiều câu chuyện khác ở miền Tây, ở An Giang trước đây năm ngoái, anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tóm gọn một thanh niên ở tại đường Hoa Nguyễn Huệ ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, một thanh niên 28 tuổi, có vợ có con nhưng quen và lừa dụ dỗ yêu một thiếu nữ 13 tuổi mấy 14 tuổi có bầu 4 5 tháng, và thanh niên nó phải nói là hành xử một cách rất dã man, là cho bé uống thuốc tránh thai, ngừa thai để phá thai, uống nhiều lần. Đó, hình thức phải nói là vô cùng man dợ, và nhốt thiếu nữ này nhiều tháng. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng lên thì nhận được nguồn tin người dân báo, và anh em tức tốc đi tìm hiểu thông tin và tới đó bắt tại trận và giao cho cơ quan công an. Hiện nay là vụ việc đã được xử lý rồi, nhưng mà rất lấy làm tiếc cái hậu quả thì giờ còn khôn lường, vì bé gái hiện nay thì có thể có con rồi, thời điểm đó là có bầu 4-5 tháng rồi. Rất nhiều trường hợp hiện nay nhiều thiếu nữ tuổi đời nhỏ, cho nên là thiếu sự hiểu biết, tưởng rằng yêu, tưởng rằng người ta rất thương mình, nhưng thực sự là bây giờ một số thanh niên thành phần xấu chủ yếu lợi dụng thôi, thể xác và tinh thần, và có thể là lợi dụng cả tiền bạc kinh tế nữa. Dạ, cuối video này em không biết nói gì hơn cả, xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh chị đường xá xa xôi hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương. Hy vọng là video này đăng tải lên thì rất mong các cô chú anh chị hãy chia sẻ giúp đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương, mục đích chính là cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương sớm biết được thông tin chính thức thiếu nữ 13 tuổi đang sinh sống tại đâu và sống với ai và đang làm gì, để anh em này tìm cách giúp bé gái này quay trở về. Dạ, cuối video này cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị ở trong và ngoài nước đã luôn luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng trong thời gian tới thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương luôn luôn mong muốn các cô chú hãy giúp đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương đồng hành cùng anh em trong đội để giúp người giúp đời. Các anh em giúp người là miễn phí hoàn toàn, không có kinh phí. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ trong những video tiếp theo.